4 đối đầu 5 hoặc thậm chí là 6, đó rõ ràng là cuộc chiến không cân sức. Nhưng 4 mà lại có một chiến binh bị thương, thì phần thua gần như là được báo trước. Đó là tình thế của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay ở nội dung đồng đội. Nhưng cả 4 cô gái Hà Thanh, Vân Anh, Thu Huyền và Ngọc Huỳnh đều vẫn tin tưởng vào những điều tốt lành, ra sân thi đấu hết sức mình để cạnh tranh chiếc huy chương đồng. Khởi đầu thuận lợi ở bài thể dục tự do, nhưng mọi chuyện đã bắt đầu khó khăn hơn từ bài thi thứ hai. Cú sải chân của Phan Thị Hà Thanh trên ngựa nhảy trống khiến tâm lý của ba cô gái trở nên dao động. Trên xà lịch, Ngọc Huỳnh nén đau nhưng vẫn không thể vững vàng khi tiếp đất. Rồi trên cầu thăng bằng, Huyền, Ngọc Huỳnh lẫn Vân Anh đều bị ngã. Ngay cả Hà Thanh cũng thi đấu dưới sức mình. Chung cuộc, điểm của đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ tư sau Malaysia, Singapore và Philippines. Thực ra chúng tôi cũng rất là cố gắng. Ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hài lòng về tất cả các vận động viên, đặc biệt là trong cái tình trạng mà trong đội có một vận động viên Long Thị Ngọc Huỳnh bị chấn thương. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu thì em ấy cũng đã cố gắng thi được hết 4 dụng cụ. Và ngày hôm nay một cái khi mà kết thúc ở cầu thì chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng là đáng tiếc, là bởi vì chỉ thiếu có 0.2/10 là chúng tôi có thể, các em có thể giành được cái vị trí thứ 3. Thực ra là bản thân các em cũng rất là tiếc. Thất bại là một phần của thể thao, nhưng thất bại với chênh lệch chỉ 0.15 điểm thì thật sự quá tiếc nuối và làm thắt chặt con tim của 4 cô gái trẻ cùng ban huấn luyện. Nếu có gì chứng em cũng sẽ không hối hận, vì hôm nay em đã làm cố gắng hết mình và em cũng không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay. Hà Thanh năm nay, ngày hôm nay thi thực ra là cái phong độ tôi chưa được hài lòng. Tuy nhiên thì để thử nghiệm thì chúng tôi cũng xác định cho Hà Thanh được những cái điểm mà rất là cần để chúng tôi điều chỉnh cho những cái ngày thi tiếp theo. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thật thì đây là thất bại có thể được dự báo trước. Nó đến từ sự khủng hoảng lực lượng ở đội tuyển nữ trong những năm gần đây. Ngoài Phan Thị Hà Thanh thì trình độ của các vận động viên còn lại trong đội tuyển chưa thể chạm đến trình độ khu vực. Thậm chí, tuyển nữ quốc gia chỉ có trong tay đúng 5 vận động viên mà không có nhiều lựa chọn khác. Trong nội dung thi đồng đội thì như các bạn đã biết là chúng tôi có một vận động viên Dương Thị Tú Liên bị chấn thương và đã không tham dự ở tại SEA Games này. Tiếp theo đấy thì là vận động viên Long Thị Ngọc Huỳnh bị cái dây chằng ở hông, chính vì thế nên là về lực lượng là chúng tôi cũng, nếu như chúng tôi có đủ 5 vận động viên thì chúng tôi có thể đã hoàn thành được cái chỉ tiêu nội dung đồng đội. Ban huấn luyện của đội tuyển thể dục dụng cụ cho biết sự khủng hoảng này chỉ là nhất thời. Và hiện đang có một lứa vận động viên trẻ tài năng, nhưng cần phải thêm một thời gian nữa mới có thể đơm quả ngọt. Với chiến thắng xích sao này thì đội tuyển Philippines đã xem cái tấm huy chương đồng mà mình có được như là một tấm huy chương vàng. Còn ngược lại, đối với đội tuyển Việt Nam, thất bại này là một thất bại quá lớn, đặc biệt đây có thể được xem là một thất bại nặng nề về mặt tâm lý, khiến ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của các vận động viên. Và chúng ta hãy cùng nhau thinh tin rằng đây sẽ là một bài học rất lớn để các vận động viên có thể thi đấu tốt hơn vào ngày mai.